chào quý vị các bạn. Mở đầu bản tin thời tiết tổng hợp tối nay là thông tin mới nhất về áp thấp nhiệt đới gần bờ. Hiện nay thì áp thấp nhiệt đới ngay trên vùng biển phía đông đông nam đảo Hải Nam Trung Quốc và cách bờ biển các tỉnh từ Quảng Ninh cho đến Hải Phòng khoảng 500 km về phía đông đông nam với sức gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 9. Đến khoảng sáng mai 25 tháng 9, áp thấp nhiệt đới sẽ vượt qua khu vực phía bắc của đảo Hải Nam Trung Quốc, di chuyển vào vịnh Bắc Bộ và dự kiến sẽ đổ bộ vào đất liền các tỉnh từ Quảng Ninh đến Hải Phòng vào khoảng chiều tối mai. Sau đó áp thấp nhiệt đới tiếp tục đi sâu vào các tỉnh Đông Bắc và suy yếu thành một vùng thấp. Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới từ sáng mai ở Bắc Vịnh Bắc Bộ, bao gồm các huyện đảo như là Long Vĩ, Cô Tô, Cát Hải, Vân Đồn, có gió mạnh dần lên cấp 6, trưa và chiều mai tăng lên cấp 7 và giật cấp 9, sóng biển cao từ 2 đến 3 mét, biển động mạnh. Để đảm bảo an toàn, khuyến cáo các tàu bè hiện vẫn còn đang khai thác và đánh bắt ở trên khu vực Vịnh Bắc Bộ, nhất là vùng biển phía Bắc, cần phải khẩn trương quay trở lại bờ hoặc là nhanh chóng di chuyển xuống phía Nam, tìm nơi tránh trú an toàn và hợp lý. Trong khi đó, thì với bà con các huyện ven biển thì cần tuyệt đối không ra khơi đánh bắt trong thời điểm này. Ngoài ra, do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam, vùng biển từ Bình Thuận cho đến Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông mạnh. Trong cơn dông có khả năng xuất hiện lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Đối với thời tiết đất liền, từ sáng mai ở các tỉnh thành phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ bắt đầu có mưa. Sau đó từ chiều và đêm mai sẽ tăng lên mức mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to. Với tổng lượng mưa từ 7 giờ ngày 25 tháng 9 đến 7 giờ ngày 26 tháng 9 phổ biến là từ 50 đến 150mm, riêng khu Đông Bắc có nơi còn trên 150mm. Đợt mưa này sẽ khiến thượng lưu sông Lô và sông Thái Bình có khả năng xuất hiện một đợt lũ nhỏ, với biên độ lũ lên là từ 1 cho đến 2 mét, đỉnh lũ trên sông, các sông đều ở dưới mức báo động 1. Nguy cơ xuất hiện sạt lở đất và lũ quét tại các tỉnh như là Quảng Ninh, Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Cạn, Thái Nguyên, Hà Giang, Tuyên Quang và cả Lào Cai. Do có mưa nên nhiệt độ cao nhất ngày mai ở Bắc Bộ sẽ đồng loạt giảm xuống. Thời tiết dịu mát hơn hẳn với những ngày qua, với nhiệt độ dao động trong khoảng là từ 30 đến 32 độ. Trong khi Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ mưa nhiều thì khu vực các tỉnh Trung và Nam Trung Bộ chỉ có mưa ở khoảng 1/2 diện tích khu vực trong vài ba ngày tới. Thời gian mưa chủ yếu xuất hiện vào chiều tối và đêm, nên nhiệt độ chưa có nhiều biến động với mức nhiệt độ cao nhất trưa chiều không vượt quá 32-33 độ. Áp thấp nhiệt đới không ảnh hưởng tới Nam Bộ và Tây Nguyên, nhưng mà gió mùa Tây Nam thì vẫn còn hoạt động mạnh. Vì thế, trong đêm nay và ngày mai, Nam Bộ và Tây Nguyên tiếp tục có mưa nhiều nơi. Khu vực phía Bắc của Tây Nguyên, các tỉnh như là Kon Tum, Gia Lai hay là miền Tây Nam Bộ, các tỉnh như là Đồng Tháp, An Giang, Trà Vinh, Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng, Kiên Giang, Bạc Liêu và Cà Mau sẽ là nơi có mưa vừa đến mưa to và cùng với đó nguy cơ về gió giật mạnh trong dông. Điều đáng lưu ý hơn cả là những cơn dông về chiều muộn và đêm lại thường tiềm ẩn khá nhiều nguy cơ xuất hiện các hiện tượng thời tiết cực đoan như là sấm sét, lốc xoáy và cả gió giật. Vì vậy, bà con các khu vực này cần phải hết sức lưu ý. Về tình hình nhiệt độ, do mưa vẫn nhiều, nắng gián đoạn, nên nhiệt độ ngày mai ở Tây Nguyên tiếp tục duy trì ở mức thấp, từ 28 đến 30 độ, còn ở các tỉnh Nam Bộ là 30 đến 32 độ. Như vậy là ngày mai các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ có mưa dông và gió mạnh do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, dự kiến đổ bộ vào đất liền Quảng Ninh, Hải Phòng vào chiều tối mai. Xu hướng tăng mưa cũng diễn ra ở các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ do gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh. Trong khi đó, thì khu vực Trung và Nam Trung Bộ chủ yếu chỉ có mưa vào chiều tối. Bản tin thời tiết tổng hợp tối 24 tháng 9 của kênh VTC14 cũng xin được khép lại tại đây. Xin được kính chào tạm biệt.